VF128, giá của hãng là 1.720.000 ở nhà ha. Thì giá niêm yết của hãng là vậy. Còn nếu cả nhà mình có thể liên lạc trực tiếp với Hoàng Sơn qua số điện thoại bên dưới để mình cập nhật cái giá mới, hoặc là chương trình hỗ trợ từ sức khỏe 60 giây, hoặc là nếu mà có chương trình khuyến mãi thì Hoàng Sơn sẽ báo cho cả nhà mình biết luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tham khảo dòng máy này nha. Thì bên cạnh của anh Rông thì chúng ta sẽ có dòng máy rẻ tiền hơn là tầm khoảng 1.900.000 nè, và 1.300.000. Còn dòng này là mắc chiếc của anh Rông là 1.720.000 đó. Và cả nhà có thể tham khảo lại những cái video cũ về cách lựa chọn các dòng máy massage xung điện. Rồi Hoàng Sơn luôn nhắc là nếu mà cả nhà có xài những cái dòng máy rẻ tiền của Trung Quốc á, thì mình có xài đỡ thì xài bằng pin nha, chứ đừng có cắm điện trực tiếp vào xài, lấy rất là dễ chạm chập, thì có nhiều trường hợp như vậy rồi, nên Hoàng Sơn nhắc cả nhà. Thì Hoàng Sơn không có bán những dòng máy Trung Quốc rẻ tiền mà 200-300 ngàn không có, còn cái dòng máy từ 1.000.000 trở lên là hàng chính hãng mà hàng có thương hiệu rất là uy tín rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ thử cái dòng máy này, thì bên trong có hướng dẫn tiếng Việt cho cả nhà mình tham khảo rồi, mình có thể đọc thêm ha. Đây thì Hoàng Sơn hướng dẫn mình cách xài đơn giản nhất. Rồi đi theo máy mình có một cái thân máy, máy nó hơi dài chút tại nó nhiều chức năng hơn. Còn nếu mà như cả nhà mình có tham khảo những dòng máy đơn giản kia thì mình có xem video trước nha. Thì mình có pin nè, cái túi đựng ha, rồi dây cắm và miếng dán. Bên cạnh đó thì mình sẽ có cái miếng để bảo vệ cái miếng dán. Trước khi đo đó thì mình nên vệ sinh cái chỗ mà mình cần dán vào để cho mình xài được cái bền cái miếng dán này cả nhà ha. Rồi sau khi mình xài lâu ngày mà nó dơ, mình nhiễu miếng nước vô trong cái miếng dán mà mình quét cái chỗ dơ đó đi, thì cái miếng keo nó vẫn còn đó. Sau này sau khi mà nó mòn nó khát keo rồi đó, thì mình mua miếng dán khác cả nhà ha. Rồi bây giờ mình thử ha. Ở đây mình sẽ có miếng dán thử nè. Rồi mình sẽ bỏ pin vào. Thì ở đây mình có rất là nhiều chức năng nè, ví dụ chức năng mà massage đủ kiểu nè, massage mà giống như co thắt cơ, hoặc là massage nhẹ mềm thì mình sẽ chọn bằng những chức năng này. Còn ví dụ massage cả hai miếng dán thì mình bấm vào chức năng này. Còn nếu mà massage một miếng dán, tức là hai miếng phải dán vào người mình mới massage được, nhưng mà mình chọn một miếng dán thôi, mình chọn nhỏ này và mình chọn cái miếng màu điện cực màu trắng hoặc là màu đỏ thì nó sẽ chọn phù hợp. Còn ở đây là cái khu vực massage 1, 2, 3, 4, 5, 6, mình chọn 6 cái khu vực massage từ tay cho đến vai cho đến chân ha. Và những cái kiểu massage thì cả nhà mình có thể tham khảo thêm, các chức năng thì nó cũng không có khác biệt nhau nhiều đâu, nên là khi mà cả nhà mình bỏ pin vào thì là mình, đây là chỉnh máy tắt và mở nè, bên hông nó có cái volume. Cái chữ off là tắt nè, mình tăng lên số 1 là bắt đầu nó hoạt động. Thì nếu mà như mình mới mua về mà cho ông bà mình xài á, mình đừng có chỉnh cái số quá lớn nha, làm cho ông bà bị giật mình, nó tới số 10. Thì mình cứ để cho mình thử trước, hoặc là để cho ông bà thử ở vị trí số 1, số 2. Khi nào mà mình cảm thấy mình muốn nó co bóp mạnh hơn thì mình sẽ tăng lên, chứ để ông bà giật mình không có xài, quen xài. Rồi thì cả nhà mình có thể đầu tiên mở máy lên là số 1 là coi như là massage số 2 rồi. Sau đó mình cứ thử cái nút nào mình cảm thấy thích á, mình sẽ chọn đúng cái vị trí á để cho mình cảm thấy thích thì sau này mình massage tiếp. Còn không cứ Hoàng Sơn nghĩ cứ để chế độ tự động là đơn giản nhất cho ông bà rồi. Rồi bây giờ mình bỏ pin vào nha. Mình có pin thử pin 2A. Thì sau này cả nhà mình có mua pin á thì mua pin tốt một chút để xài được lâu và không bị chảy pin hư máy. Còn nếu mà lỡ mà kiếm pin tốt không có thì mình xài pin rẻ tiền thì mình nên lấy ra. Và nếu mà mình xài thường xuyên á thì mình sẽ hết pin mình biết. Còn nếu mà ít xài á thì mình nên lấy pin ra, thì khi để quên chảy pin như máy ổn nghe. Còn mấy pin này thì pin khô rồi, mình có hết pin nó cũng không chảy pin nữa. Rồi bây giờ mình sẽ kẹp cái cọng dây vào và mình gắn vào miếng dán. Đó là cái cách mà Hoàng Sơn giới thiệu cho cả nhà mình đơn giản để xài đó. Còn từ từ á, nó có nhiều chức năng, mình cảm thấy cái nào phù hợp á thì mình sẽ để cái đó mình cảm thấy thích. Rồi mình mở cái kẹp ra. Đó, cả nhà thấy không, mình kẹp vô nè, đó mình cắm vô ha. Rồi bây giờ mình sẽ dán vào cái miếng dán, nó có một cái chui trắng và chui đỏ đó. Rồi mình sẽ dán vào đây, rồi đó mình lột cái miếng keo ra đó. Thì keo này mình cứ xài, sau này nó dơ thì mình nhiễu miếng nước mình quét nó đi, sau này hết keo thì mua miếng dán khác cả nhà ha. Mình chỉ cần làm sạch cái chỗ mà mình cần massage để miếng dán mình có tuổi thọ nó cao hơn chút. Rồi mình sẽ dán vào đây. Rồi đầu tiên á mình chỉ cần
mở máy lên, mở máy lên số 1 nè. Đó thì nó đã bắt đầu massage rồi, cả nhà mình tăng lên số 2 nó sẽ mạnh hơn chút. Cả nhà thấy ở đây nó có cái do mà sơn chưa có lột cái miếng dán nè, mình lột cái miếng bảo vệ ra thì mình sẽ thấy cái nồng độ nó tăng mạnh yếu nè. Đó, và mình chọn cái vị trí ví dụ như là tay hoặc là chân hoặc là vai ha. Rồi mình chọn chế độ massage nào đó mình sợ thấy cảm thấy thích, còn không thì cứ để chế độ tự động. Rồi đó, rồi cả nhà mình thấy ha, rất là đơn giản, tại vì nó nhiều nút chứ thật sự là các chức năng mình cứ bấm lúc nào mình cảm thấy mình thích. Ví dụ có cái nó massage nhanh chậm, còn có cái nó giật tới giật lui thì kích thích hai bên cùng lúc hoặc là một bên, nó giống như là chích tắc vậy đó, nó kiểu cái này trước rồi tới cái này, hoặc là hai ba cái rồi tới cái này, thì ở nhà mình hình dung vậy đó. Mình sẽ chọn cái phù hợp chứ cứ bấm thoải mái, không có sợ hư đâu ở nhà ha. Còn cách xài đơn giản là cứ mở máy lên là chạy, để nhiều khi ông bà mình lớn tuổi thấy nút nhiều quá sợ là không sao hết, chỉ cần mình chỉnh cái này lớn nhỏ, chỉnh về off và tắt, còn mình chỉnh lớn nhỏ là nút mạnh yếu hay là đơn giản nhất. Rồi hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ cả nhà mình cách sử dụng máy massage xung điện của Omron. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha, cả nhà mình nhớ đăng ký kênh để có thể xem thêm.